Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu phối hợp với Hiệp hội Du lịch, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố tổ chức khảo sát thực địa một số địa điểm du lịch tâm linh, du lịch văn hóa lịch sử trên địa bàn thành phố vào sáng nay 22 tháng 3. Buổi khảo sát nhằm từng bước triển khai dự thảo đề án phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035 tại thành phố Vũng Tàu. Đoàn khảo sát đã ghi nhận thực tế tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Nhà Lớn Long Sơn ở xã Long Sơn, di tích trận địa pháo cổ và hầm thủy lôi núi lớn phường 5, di tích lịch sử cách mạng nhà Ma Tám Nhung phường 6. Qua khảo sát cho thấy, các di tích đều là những điểm đến tiềm năng trong thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, để thực sự thu hút được du khách, các di tích này cần được bảo quản phục hồi, đảm bảo về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hoạt động tham quan phải được tổ chức một cách bài bản khoa học. Nếu mà Nhà Lớn Long Sơn có những cái cách tổ chức nó có nghiên cứu hơn, khoa học hơn và các cái tần suất lễ hội nó diễn ra một cách đều đặn và định kỳ có thời gian thì mà khi mà diễn ra các cái lễ hội thì khách có thể tham quan mà không bị ảnh hưởng môi trường. Nếu mà chúng ta có được các cái giải pháp khoa học như vậy thì chúng ta có thể hình dung rằng là cái Nhà Lớn Long Sơn sẽ là một trong những cái điểm đến khá là quan trọng trong cái mảng du lịch tâm linh tại thành phố Vũng Tàu. Để mà phát triển hơn nữa thì tôi nghĩ làm một số cái city tour, tức là những cái tour nhỏ trong thành phố. Đấy, hoặc là những cái xe mui trần, đưa xe buýt mui trần các nơi họ cũng đã làm, như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng đã làm. Thì Vũng Tàu có một cái không khí trong lành như vậy mà mình không làm cái xe buýt dạng mui trần thì chắc chắn là sẽ thu hút khách city tour đi trong tỉnh cũng sẽ phát triển hơn. Du lịch văn hóa lịch sử, du lịch tâm linh là một trong 6 nhóm sản phẩm du lịch chất lượng cao trong mục tiêu xây dựng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 của thành phố Vũng Tàu. Từ buổi khảo sát tại các điểm di tích lịch sử, thành viên trong đoàn có thêm cơ sở góp ý, đề xuất trong hội nghị phản biện xã hội đề án phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035 của thành phố Vũng Tàu, cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì thời gian tới.